chào cả nhà nha. Hôm nay mình sẽ thực hiện chiếc cái cây quất là nhà mình, cái này cái tắc ngọt. Sau mình sẽ chiếc nó nha cả nhà. Mình sẽ bóc cái vỏ này ra, mình chiếc cái khúc đoạn này. Đó. Mình bóc cái vỏ xuống đây. Cạo hết vào đến cái màu xanh như thế này nha, vào đến cái màu trắng trắng của nó ấy. Đấy, mình lấy cái màu xanh ra. Đấy, mình lấy thì nó mới được. Chứ còn nếu còn cái màu xanh của cái lá cái cây của nó thì nó lại liền lại thôi, nó không có ra rễ. Lấy hết cái màu xanh đi. Tại thường người ta bóc quá, người không bóc được, không biết sao cái này không bóc được. Mình cạo hết đi. Đấy, nó lại ra được cái màu trắng ở bên trong á. Chạy chạy chạy, tí vào tay ấy. Đấy, nó lại ra hết được cái đấy. Nhà thấy không? Em người ta làm dễ như là ăn kẹo, phần mình thì làm khó đấy. Các bác nào có kinh nghiệm thì vào comment chỉ giúp em nhé. Không biết là xin nhìn ông già làm dễ lắm, nhưng mà đấy, nghĩ là nó phải ra hết cái vỏ xanh này thì nó mới được. Chứ mà nó còn cái vỏ xanh thì nó sẽ không có vuốt. Đã thế còn làm sợ đụng mấy cành khác nó chết nữa chứ. Rồi được cái cây này quý lắm luôn ấy, trồng bao nhiêu cây nó chết nghèo à. Có được em này nó sống được mấy năm mà lại chả có trái. Đợt này thử chăm xem nó có trái một chiếc cành này nha. Nó trái là thành công rồi, đi mua tắc xanh về. À, tắc chua, tắc này tắc ngọt, đi mua tắc chua về để phục vụ bà con Tết mới được đấy, chứ không là thất bại là không có làm được, không có làm được. Đấy, cho nên là bà con nhìn thấy em làm này có ngứa mắt ấy thì thì vào chỉ giúp em nhé. Chỉ cách em nào nhé các bác bà con cô bác gần xa đấy. Ôi được rồi, bây giờ chắc là được rồi, nó đã ra hết được cái khúc này rồi đấy. Rồi bây giờ ấy để cho đất ấy ra thì mình cũng không lấy cái bọc mình chơi lại. Ở nhà nhìn thấy không? Lấy cái chai đựng nước ấy, rồi cắt nó có lỗ đây rồi thì cho vào thôi này. Đấy, cho giống này này. Đó. Cho vậy bà con nhìn thấy không? Cho này. Cho này xong mình bỏ đất vào đây thôi. Bây giờ mình lấy cái túi bóng bóng gọi gói đồ ăn ấy, mình cuốn nó lại. Lấy cái này. Đấy, là mình toát nó lại đây. Cho nó. Đấy. Tại vì cái cây này hên nó có cái cành ở đây cho nên nó đỡ được. Mua cái đất ở Home Depot á. Nó cái sơ dừa ấy, cái này mình mua cái bao này. Mình mua nó đấy. Đấy, mình lấy cái bao đất này. Rồi, đấy. Đấy. Đấy, có mấy cái hộ ở Home Depot nó bán. Đó, mấy cái này.
cho thì tí nữa mình sẽ chuột mình bỏ lên sau nhà nhà. Đó, xong mình cho đất nó ướt đi. Mình bỏ vào thôi. Hy vọng nó sẽ ra rễ, sẽ được cây này. Em này là cưng em lắm luôn đấy, nhưng mà không ra quả gì hết trơn. Đấy, xong mình bỏ đầy cho nó đất nó vào đi hết, xong rồi mình bỏ nó kiếm cái dây một lại. Một mùa bà con nha, bà con có kinh nghiệm thì đi vào khầm ngon chỉ cho mình đấy nha, cho em nhé, em cảm ơn các bác nhiều nha. Đó, đã xong cả nhà. Ngày thấy không? Đấy, mình đã xong. Đây, hôm nay là ngày nay ngày 17 tháng 1 nha cả nhà. 17 tháng 1 để coi xem đến bao nhiêu lâu thì nó ra rễ. Nhĩ chặt lại ạ. Hôm nay là 17 tháng 1. Rồi sạch xong rồi, bây giờ mình lau chùi cái cây ra sạch. Hôm nay là chiết được cành này như thế là cảm thấy vui lắm rồi, vì là mình đã hoàn thành được một công việc, không biết nó có tốt hay không. Ok, chào nhà, bye cả nhà, chúc cả nhà mạnh khỏe, bình an, đón một năm mới vui vẻ. Ok, bye bye.